Bạn cũng thấy mình xịt nước cũng giống như là thay cho cơn mưa, mà mưa này mưa lớn nha. Chủ xe nè, anh này là chủ xe, anh tên gì anh? À, tên Tuấn. Anh Tuấn là chủ xe này. Mình cũng xin ảnh đó để mà cho mình khoảng 50 phút này để test cùng cho các anh chị nào mà quan tâm về nắp thùng này, chúng ta xem luôn. Anh Tuấn, em mời anh Tuấn coi thử bên trong mình có nước không nha anh. Dạ. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bika Auto. Hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu các bạn nắp thùng cuộn điện thương hiệu là Bolini, thương hiệu của Thái Lan dành cho dòng xe Ranger đang lắp cho xe này là xe quy tắc. Nắp thùng này thì nó có hai loại lắp được cho nắp thùng mà quy tắc và xe Ranger thường. Ranger thường thì nó không có thanh thể thao, một là chúng ta lắp thêm cái thanh thể thao, còn hai là chúng ta để như vậy lắp. Nếu mà không có thanh thể thao thì cái nắp thùng nó tràn ra bên ngoài, nó dài ra. Còn nó có nắp thùng thì nó nằm gọn, nằm ở cái mí trong của nắp thùng. Cái điều mà quan tâm lưu ý của khách hàng đó là cái sự chắc chắn của nắp thùng sau khi lắp. Nó có chắc chắn hay không, nó có bền hay không. Cái tính năng điện, nó mở nó có ngọt không, và mở nó có im, nó chạy có im không, nó có giật giật hay không. Và đặc biệt mà khách hàng hay quan tâm đó là cái vô nước, chúng có vô nước hay không. Thì bây giờ Hiếu sẽ trải nghiệm và review để cho khách hàng chúng ta rõ hơn, kỹ hơn về cái nắp thùng này. Đấy, này sau khi Hiếu đã lắp đặt xong thì các bạn thấy nó rất là cứng, nó rất là liền lạc. Phải đảm bảo cái tính vô nước để đối với những khách hàng chúng ta khi mà chở những cái đồ gì mà nó cần khô, nó chống nước thì chúng ta cần phải kín như vậy. Đối với cái xe quy trắc thì cái cốp này nó có khóa điện luôn, nó khóa luôn. Xin lỗi, nó không khóa cơ chứ không phải là khóa điện, nhưng mà nó có ổ khóa luôn. Còn cái bảng thấp, bảng XLS hoặc XLT thì nó không có ổ khóa chỗ này. Cho nên khi mà muốn lắp nắp thùng mà muốn khóa an toàn để giữ những cái vật dụng bên trong thì chúng ta phải chế thêm cái ổ khóa nữa. Tuy nhiên đối với xe quy trắc thì nó có sẵn cái mở cốp này luôn nha bạn, cho nên chúng ta không có cái công đoạn mà chế đó. Thì trên tay Hiếu là cầm hai cái remote, một cái là remote zin mở lốc mở của xe đó, và cái thứ hai là cái remote để mở cái nắp thùng cuộn này. Và bây giờ Hiếu sử dụng cái nắp, cái remote zin của xe để thứ nhất là mở lốc cửa xe, cái thứ hai là mở chính cái bửng xe này luôn. Rồi Hiếu sẽ lấy cái gì ra thì chúng ta đẩy vô đó. Thì chúng ta nhớ dặn theo chiều kim đồng hồ là chúng ta mở ra, và chúng ta khóa ngược kim đồng hồ là chúng ta khóa lại, chúng ta lóc lại. Bây giờ Hiếu đó, mở cái cốp ra đó, rồi. Và sẵn bây giờ Hiếu sẽ thực hiện cái thao tác đóng mở cái nắp thùng cho các bạn coi luôn nha. Đây, nó sẽ cái remote này nó sẽ có 4 cái nút mở chức năng. Thứ nhất là có cái biểu tượng đóng cái nắp lại thì là kéo lại. Biểu tượng thứ hai là mở nắp thùng ra, chúng ta bấm thì cái cửa nó sẽ cuốn lại. Hai cái nút sau là tắt đèn với mở đèn khi chúng ta có nhu cầu. Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn mở cái đèn để chúng ta nhìn bên trong thì cái nút mở đèn chúng ta nằm ở đây. Bây giờ Hiếu mở. Đó, là các bạn thấy cái đèn trong sáng. Giờ Hiếu muốn tắt thì Hiếu bấm cái nút ở bên dưới. Đó. Và bây giờ cái thao tác chúng ta mở nắp thùng. Đó. Các bạn cũng thấy cái hành trình nó chạy rất là êm. Đúng là hàng xịn, hàng Thái nó có khác các bạn. Bây giờ Hiếu sẽ bấm một cái để cho nó đóng lại. Nếu chúng ta muốn dừng lại cái đoạn nào thì chúng ta bấm nó thêm một cái lần nữa nha. Ví dụ nè, Hiếu bấm cái cho nó dừng. Rồi bây giờ Hiếu không muốn đóng lại chứ mở ra tiếp tục thì biểu tượng mở ra thôi. Và chúng ta tới đây chúng ta muốn dừng lại, chúng ta bấm nó lại này để dừng. Ok các bạn ha, nó rất là dễ để chúng ta sử dụng. Và cái đèn đó thì chúng ta tắt mở theo hai cái nút này mà Hiếu vừa trao đổi với các bạn. Bây giờ Hiếu thử đóng lại và đóng cái nắp thùng này lại có nó an toàn không nha. Bây giờ Hiếu đóng lại.
ha, mà đóng cái nắp thùng cái đi. Rồi chúng ta lắc nè, lắc qua trái một cái, rồi chúng ta giật ra, nắp thùng chúng ta đã khóa lại rồi. Giờ bây giờ chúng ta bấm để nó đóng cái nắp thùng lại. Đấy, an toàn các bạn. Nó vừa chống nước nè, vừa đây giống như là cái máng xối của nó vậy. Khi mà mưa nước xuống đây thì nó chảy ra bên ngoài. Đấy, và hai bên này nó cũng có cái đường rãnh nè, nó ra bên này để nó chảy nước ra bên ngoài, nó không ở bên trong. Và rất là an toàn, không có sợ bị trộm, bị lấy đồ ở trong cốp xe, và nó an toàn. Nếu mà ở đây cái nắp cuộn mà cơ thì chúng ta phải khóa thêm một cái lần nữa ở chỗ này. Tuy nhiên nắp cuộn thì chúng ta chỉ cần thao tác trên cái remote các bạn nha. Nãy giờ thì Hiếu nói và thao tác trên cái nắp thùng cuộn và cái tính tiện ích của nó. Bây giờ Hiếu sẽ cùng các bạn ra, Hiếu sẽ cho xối nước, bắn nước trên những cái khe, những trên nắp thùng này để kiểm chứng coi là nước nó có vô vào bên trong hay không. Các bạn cùng với Hiếu nha. Bây giờ Hiếu chuẩn bị bắt đầu cho anh em xịt nước vô, bắn xối xả túa xua vô đây để coi lát mình mở ra coi nước có vô trong hay không. Để như vậy thì mình kiểm tra được chắc ăn cái độ kính thay cho cái lời nói. Và các bạn cũng thấy đây nó có hai đường rãnh, cái đường bên này là cho nước bên này nó chạy ra ngoài, còn đường bên trong này là để cho nước nằm trên cái nắp thùng này thì nó sẽ theo cái đường rãnh này nó đổ ra ngoài, nó chạy ra ngoài, nó không có vào bên trong. Ok các bạn ha, bây giờ Hiếu sẽ cho anh em xối nước nha các bạn. Ok, xịt nước đi anh em. Đó. Bạn cũng thấy, mình xịt nước cũng giống như là thay cho cơn mưa, mà mưa này mưa lớn nha. Mưa thiệt là lớn á, mù mịt luôn á. Rồi. Rồi sẵn rửa xe luôn phải không? Giờ bây giờ Hiếu sẽ mở cái nắp thùng ra để chúng ta cùng kiểm tra thử coi ha. Ok. Giờ mình sẽ mở đèn lên để coi cái các bạn ha. Hoàn toàn không có một giọt nước nào hết các bạn. Đây là hoàn toàn không có giọt nước nào hết. Để chứng minh đây là anh chủ nha. Anh là chủ xe nè. Anh này là chủ xe, anh tên gì anh? Tên Tuấn. Anh Tuấn là chủ xe này. Mình cũng xin ảnh đó để mà cho mình khoảng 50 phút này để test cùng cho các anh chị nào mà quan tâm về nắp thùng này chúng ta xem luôn. Anh Tuấn, em mời anh Tuấn coi thử bên trong mình có nước không nha anh. Dạ. Em đã mở đèn rồi, anh Tuấn coi. Hiện tại thì quan sát thì không thấy có nước trong đây, không thấy nước rỉ luôn. Rồi, bây giờ em sẽ mở luôn. Em sẽ cuốn cái nắp lại. Rồi. Đó, thì đây. Đây có anh Tuấn với các bạn cùng hãy xem, Hiếu mở hết cái nắp thùng này xem. Đó, không có nước gì cả. Ok, như vậy thì chúng ta tự tin cũng là chắc chắn là khi lắp cái nắp thùng này đúng cái hàng thương hiệu chất lượng của nó, Bolini của Thái Lan nha các bạn, thì chúng ta an tâm về cái vấn đề mà nước xâm nhập vào bên trong để hư những cái vật đồ mà mình cấm kỵ nước, không nên tiếp xúc nước, thì chúng ta lắp cái nắp thùng này là rất là ok. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình review lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.